Trong tình huống số 1, cô đã đưa ra một giả định là hai chị em ở nhà một mình và trong lúc giận dỗi, cô em đã vô tình dùng nĩa làm chị của mình bị thương. Sau đó, cả hai chị em còn tự ý bật bếp ga để nấu ăn. Hành động của hai chị em trong clip như vậy là đã sai rồi đúng không các con? Các con lớn hơn em nên phải biết bảo vệ em khỏi những nguy hiểm mà các em chưa nhận thức được. Ngay cả con cũng phải rất cẩn thận khi cầm dao, nĩa hay các dụng cụ sắc nhọn nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho mình, người thân và cả những người xung quanh, các con cần lưu ý những điều sau. Để các dụng cụ sắc nhọn xa tầm mắt và tầm với của trẻ, tuyệt đối không tự ý sử dụng các đồ vật có nguy cơ gây cháy nổ. Huống số 2, khi mẹ vắng nhà, đã có một người lạ đến và không biết bằng cách nào, người lạ này lại biết tên của các thành viên trong gia đình. Sau đó, người này còn muốn vào nhà để đợi gặp mẹ. Trong tình huống đó, hai bạn nhỏ cho người lạ vào nhà thì thật là nguy hiểm đúng không nào? Vì những người lạ này có thể là những kẻ xấu, thường nhận mình là hàng xóm, là người quen của bố mẹ hay người sửa điện để lấy cớ được vào nhà. Trong tình huống này, các con cần lưu ý những điều sau đây. 1. Không mở cửa cho người lạ khi chưa được sự đồng ý của bố mẹ. 2. Luôn ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ. 3. Cảnh giác kể cả khi người lạ nhận là người quen, biết rõ tên của bố mẹ, của con và số điện thoại. 4. Không nhận quà bánh từ người lạ. 5. Tuyệt đối không cho người lạ động chạm vào thân thể hay đi theo người lạ ra khỏi nhà. 6. Nếu người lạ có hành động đáng nghi, lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ.